Rồi bây giờ mình sẽ test con máy hàng MK250, sàn điện yếu, điện mạnh, có khí không khí. Tất cả mọi người hay là kiếm một con máy hàng xài trong gia đình, vừa hàng điện yếu, hàng que, hàng inox, cái gì hàng cũng được thì lấy con này. Giờ mình test con này thử xem như thế nào nha. Mình xài cuộn dây là không dùng khí, dây lõi thuốc, dây 1 ly. Giờ mình hàng trên cái sắt hộp là 8 dèm. Đó, sắt hộp 8 dèm. Bây giờ mình sẽ hàng thử trên này, mình nối khúc sắt này lại nha. À, nghe tiếng o, nghe đã không? Đó. Nối sắt nè, bóng lét luôn, nối bình thường ha. Đó, nối sắt hàng như thế này, người không biết hàng cũng hàng được luôn. Đó, mua về xài gia đình là rất là hợp lý. Đó, nãy đoạn đầu kia là mình kéo đúng không? Còn đây là mình chấm nè. Đó. Rất là nhạy ha. Rất là nhạy luôn. Rồi ok ok. Đấy. Chà thử cái coi. Đó, sắt mỏng nét 8 dèm thôi. Hàng như thế này là ok rồi. Đó, mấy anh chị không biết hàng thì về hàng vài lần sẽ quen luôn. Một con MK xài sử dụng điện yếu, điện mạnh, hàng que, hàng sắt, hàng inox, hàng đa năng luôn. Rất là đã. Đó. Nếu mà ở cuối đường hàng nó bị lủng xíu nè ha, mình chỉnh nhỏ lại xíu, hàng trên mặt phẳng vậy là quá đẹp rồi. Đó, khi mình chỉnh nhỏ thấy không, chỉnh nhỏ là hàng nó rất là đẹp luôn, trên mặt phẳng nè. Ờ, à, 8 dèm thôi. Đó, MK 250 rất đặc biệt, xài điện yếu, điện mạnh. Chào mừng các chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Diên. Vừa rồi các chị thấy Hồng Diên test một con máy hàng mít, có thể nói là mới vừa về mà ai nhìn thấy cũng mê. Nhưng đảm bảo các chị luôn, con máy hàng mít này khi các anh chị sử dụng là nó ngon nhất từ trước giờ mà nhân test những con máy hàng mít. Nó không thể so sánh với con Welcome 7,5 triệu. Nhưng mà con máy này có thể nói là trong hãng đồ test nó là tốt nhất trong hãng đồ test cho tới thời điểm hiện tại. Thì cái máy các anh chị thấy là khi nó hàng mỏng, nó hàng rất là ngọt. Và chút xíu nhân test hàng que cho các anh chị xem luôn. Con máy này tại Máy Xây Dựng Hồng Diên đang bán với mức giá là 5,500,000. Thì với 5,500,000 các chị sẽ tặng một cái đồng hồ khí. Khi chúng ta có sử dụng khí thì chúng ta xài, còn bình thường các chị xài lõi thuốc thì không cần dùng khí nha. Đó, thì cái máy 5,500,000 thì nó chưa có bao gồm cuộn dây. Các chị muốn mua cuộn dây thì mua thêm. Và kèm theo đó là Diên sẽ tặng cho các chị một cái kính hàng điện tử như thế này để các chị sử dụng cho khỏi đau mắt, tối ngủ cho nó sướng. Đó, nó tặng kèm cho chúng ta thì các chị thấy là cái máy này bình thường các anh chị khui ra nó không có cái cuộn dây hàng và các anh chị không thấy dây hàng que. Thì ở trong này nó để trong này là dây hàng que, một cái dây ống dẫn khí, một cái dây mát và một cái dây hàng que. Đó, thì cái sản phẩm này á, dây của nó lần này cải tiến 100% là nó bằng đồng các anh chị. Kèm mát là xi nóc lớn, dây hàng que thì nó chừng 2 mét mấy thôi, và dây mát nó cũng tầm chắc 2 mét ha, mét mấy 2 mét đó. Thì hồi nãy các chị thấy là như hàng tích rồi, cái hàng mít rồi, hàng trên vật liệu mỏng rồi. Thì bây giờ chút xíu Nhiên sẽ hàng que cho mấy anh chị xem. Và bây giờ chúng ta sẽ từng tìm hiểu cái sản phẩm này nó như thế nào. Tức là sản phẩm này các chị biết là Rotet MK, hãy mà dính vô MK thì hẳn các chị thấy có công nghệ chống sốc của nó không? Rất là tuyệt vời. Tức là con này nó có công nghệ chống sốc, có hàng được điện yếu và có được cái công nghệ là chống dính que, chống giật. Đó, tức là MK các anh chị thấy Rotet mà có chữ MK, tức là cái dòng đặc biệt của Rotet đó, nên là cái sản phẩm nó làm rất là xịn, rất là chắc chắn. Thì cái máy này nói về cân nặng của nó các anh chị thì nó nặng là máy không đó, nó nặng 11,6 kg à. Còn nguyên đai nguyên kiện á thì nó nặng là 13 kg. Đó, 13 kg mấy á. Thì bây giờ Nhiên cắm điện cho, hồi nãy thì các anh chị thấy rồi, bây giờ Nhiên chỉ hướng dẫn sơ lại thôi.
Thì ở đây các anh chị thấy là ở phía sau này á, nó có nút nguồn, à, công tắc nguồn. Đây là quạt. Bình thường anh chị thấy nó cái quạt này nó chạy á, nó thổi lên để nó mát cái máy, là cái quạt này nó chạy là lúc nào nó cũng phải chạy. Đây là đường dẫn khí, đây là cọc mát. Dây điện nguồn thì nó tầm gần 2 mét thôi. Thì cái này á, nó cải tiến là các anh chị thấy là thường thường cái kia dở lên có một chút này à. Còn này nó dở lên một phát là nó dở lên tới trên này, để nó hở nguyên cái đoạn này nhiều, để chúng ta gắn cuộn dây cho nó dễ ha. Đó. Thì cuộn dây thì quá đơn giản rồi. Ở đây các anh chị xài mít thì các anh chị bật xuống dưới, các anh chị xài que thì chúng ta bật lên trên. Đó, xài mít thì các anh chị ở đây là các anh chị thấy nè, cái máy này nút nhấn của nó nằm ở đây. Đó, các anh chị thấy không? Khi nhấn là motor nó xoay. Đó, các anh chị bật ra, nhét dây vô. Đó, ở đây nó có rãnh 1 ly và rãnh 0.8. Nếu các anh chị xài dây 1 ly thì mở xoay cái đầu này lại là thành 1 ly. 0.8 thì chúng ta xài dây có khí, dây thì xài khí thì chúng ta để 0.8 nha. Đó, rất là hay, rất là đơn giản. Bên này là nó như vậy. Đó, rồi mặt này. Mặt này thì nó có hai đồng hồ, đồng hồ ampere và đồng hồ volt. Thì các anh chị sử dụng khi chúng ta hàn mít á, thì chúng ta điều chỉnh hai cái núm dưới này ha, volt và ampere. Đó, còn cái nút này á thì là cái nút để khi các anh chị xài mà độ ngấu sâu đó, bình thường các anh chị xài mà mối hàn nó bẹt xuống luôn á thì để xuống. Còn khi anh chị muốn mà mối hàn á nó ngấu sâu vô trong thì các anh chị phải tăng này lên. Đây là nó có đèn nguồn ha, đèn nguồn, đèn đồng hồ mít, đèn khi chúng ta hàn mít, và đèn này là nó quá nhiệt, và đèn này là đèn báo lỗi ha, nó có rất là rõ ràng. Thì 250 ampere, khi các anh chị xài ở đây các anh chị thấy không, kìm mát, và đây là kìm hàn nếu chúng ta hàn que đó. Còn khi mà các anh chị xài mà dây mà không dùng khí đó, các anh chị để cái dây chấu này nè, nó đưa qua anh này, nó dặn vô cái dây cái cọc này nè, cái dây cọc này nó cũng bằng đồng anh chị, có nhiều sản phẩm là nó bằng nhôm. Thì mình xài thời gian đó, nó làm như là nó bị hư con dây, bị thối con dây này đó, thì nó không có tín hiệu là do nó hư này ha. Đó nên bây giờ hãng nó làm bằng đồng, và dây hàng dây mát cũng bằng đồng luôn. Thì hàng nãy thì các anh chị biết rồi ha. Thì bây giờ Nhiên sẽ làm một chức năng hàng que nữa cho các anh chị xem là ok. Tức là con máy này có rất nhiều chức năng, giá 5,5 triệu, giá không thay đổi, mà được tặng lên đây. Mùa này nó khó khăn, được tặng đồng hồ và được tặng cái kính hàng nữa. Bây giờ Nhiên sẽ đấu dây vô cho hàng que cho mấy anh chị xem nhé. Rồi, thì mấy anh chị thấy là khi mình chuyển qua chức năng hàng mít thì hàng que thì các anh chị bật qua chức năng EMA. Dạ, đây cái que hàng nó ấn định, các anh chị thấy không? Lần này nó cải tiến lắm, cái cọc này cọc dương là nó màu đỏ là vô dây que hàng luôn. Đó, còn cọc này là cọc âm thì vô dây mát. Còn khi chúng ta hàng mít không cần khí á, thì chúng ta đổi ngược lại dây mát nhảy qua đây, dây cọc này nhảy ở đây. Còn khi xài có khí thì cọc này vào cọc dương, nó chỉ vậy thôi. Đây này là dây súng hàng. Dây súng hàng của nó thì nó được 3 mét đó các anh chị. Các anh chị có nhu cầu đổi lên thì Duyên vẫn đổi lên 5 mét được, thì khi đó các anh chị bù tiền. Đó, vậy thôi ha. Rồi bây giờ Duyên sẽ hàng que. Bây giờ Duyên để mò ở 150 thì Duyên sẽ hàng que xem nó hàng như thế nào nhé. Wow, phải nói là nó hàng rất là ok mấy chị. Thằng này nó còn thêm một cái chức năng nữa là các anh chị biết là chức năng chống dính của nó. Thì các anh chị biết là khi mà nó dính que hàng thì hàng nói về cái sản phẩm của Rotec chống dính, chống giật, chống sốc. Đó, bữa hổm gõ cỏ rồi nó cũng ấy nè. Bây giờ mấy chị thấy chưa? Đó, đây là chức năng chống dính của nó nè. Đó, 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 chức năng chống dính. Chấm vô thì máy nó vẫn làm việc, nó vẫn chạy bình thường, không có sao cả, không có bị gì cả ha. Đó là những cái chức năng, những cái khi mà các chị xài điện yếu cũng được luôn, và chúng ta xài điện mạnh thì càng tốt hơn. Thì đó, thì các chị thấy là Nhiên cho các chị xem cái món hàng của nó nè. Hàng mít là các chị nãy các chị thấy là hàng mít không dùng thuốc đây. Phải nói là cái mối hàng các chị thấy là nhìn là thấy ghiền luôn ha. Đó, nhìn nó rất là ngấu mà nhìn nó rất là đẹp. Cho nói về cái mối hàng của nó như thế này thì Nhiên không phải thợ hàng nha, nhưng chỉ hàng cho nó vui thôi, hàng cho mấy chị thấy là ở cái máy này nó hàng ngon như vậy. Thì Nhiên không phải thợ mà Nhiên test một con máy, các chị thấy không, là nhìn thấy rất là mê luôn á. Đó, thì với cái sản phẩm này
Thì các anh chị thấy là khi chúng ta hàng chuyển qua hàng mít nè, các anh chị bật ở chức năng này, bật chức năng hàng mít, thì khi đó các anh chị khi mà hàng que á, nó chỉ sử dụng cái volume này thôi. Còn mấy cái thằng này á, thì thằng này độ ngấu à, nó cũng sử dụng này, nhưng mà thằng này nó không có sử dụng. Còn khi mà hàng mít thì nó sử dụng hết ba thằng này luôn. Thằng này hầu như là nó chỉ để ngấu sau thôi. Thì các anh chị thấy là thằng này đó, khi chúng ta bấm nè, các anh chị thấy nè, đó, các anh chị thấy nè, nó chạy nè, đó, thấy không, bấm cò là nó chạy đó, nó vậy đó, nó chạy rất là đều, đó, nó chạy rất là êm đó. Thì với cái chia sẻ của Nhiên thì các anh chị thấy là cái sản phẩm như thế này, một cái mẫu mới hoàn toàn của 2020, một cái mẫu về là nhìn thấy Nhiên thích lên. Hầu như là cái mẫu này hiện tại trên thị trường là chưa có, thị trường Việt Nam chưa có, công ty nó mới về mẫu thôi. Thì nó đưa Nhiên test thì rất là ok, test rất là nhìn thấy rất là thích. Giá nó là 5.500.000 mà coi như là cái mùa này được tặng theo một kính hàng điện tử và một cái đồng hồ khí, một cái dây cho chúng ta để các anh chị là xài khí nếu chúng ta cần ha. Nó có cũng có những cái đầu xiết đồ đàng hoàng, rất là nó chuẩn bị rất là chu đáo ha. Còn sản phẩm đợt này nói chung là các anh chị muốn xài, đang quan tâm một con máy hàng mít, thấy con này là phải lụm liền thôi chứ không có chê chỗ nào được hết. Đặc biệt là nó có những cái chức năng chống sốc điện yếu, rồi chống dính, chống giật. Nói mà máy hàng mít có chức năng này là thấy ghiền rồi. Đó, lần này cải tiến hoàn toàn. Đó là những cái chia sẻ của Nhiên. Thì các anh chị thấy cái sản phẩm này nó phù hợp, đặt mua liền. Tại vì sản phẩm này nó mới về, cũng là số lượng nó coi như là nó về giống như là về mẫu đó mấy anh chị, chưa có đại trà lắm. Nên là các chị thấy được là mình đặt liền, chứ không thôi thì phải đợi đợt sau. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Thì các anh chị hãy nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất và chân thực nhất từ máy xây dựng Hồng Nhiên. Sản phẩm này được bảo hành 15 tháng. Cước hàng của máy xây dựng Nhiên bán mà máy hàng đó là sẽ được bảo hành tăng hơn được 3 tháng, do là Nhiên deal với công ty là nó rõ ràng như vậy. Chứ không phải là có nhiều người tự bảo hành cao lên mà bán thì cái mức độ không có lời bao nhiêu thì mai mốt mà nó hư là tới lúc đó là bỏ của chạy đến người đó. Những trường hợp đó thì các chị đã biết ha, mua hàng online thì đã biết những cái trường hợp đó rồi. Nên là đôi khi những cái sản phẩm mà bên Nhiên bán cho dù mắc hay là rẻ thì các chị thấy phù hợp thì mình mua, quan trọng là cái chế độ về lâu về dài ha. Đó là những cái chia sẻ của Nhiên, thì các chị thấy phù hợp cứ liên hệ máy xây dựng Nhiên để sở hữu con máy như thế này. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi, và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Xin chào các chị cô chú nha.